Vâng, một mẫu xe có hơn 300 triệu đến từ thương hiệu của Hyundai. Có cho mình hộp số tự động, hệ thống điều hòa tự động, màn hình Android số tự động, trang bị thêm cả cửa sổ trời. Vâng, một mẫu sedan hai đầu, trang bị rất nhiều thứ. Một mẫu sedan hai đầu rất ok cho anh em. Đó là một mẫu Hyundai Avante, sản xuất năm 2012, phiên bản số tự động, máy 1.6, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Xe đẹp, không một lỗ nhỏ. Vậy thì bà con, các bác chị em nào quan tâm về mẫu xe sedan hai đầu với cái tầm tiền hơn 300 triệu này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thành phố Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863, 15A 04970. Một mẫu Hyundai Avante 2011, một chiếc xe rất ok cho anh em. 2012 AT số tự động 1.6, rất ok cho tất cả bà con của bác chị em. Màu trắng ngọc trinh, đèn bi sơ đông siêu sáng, đèn bi kia vẫn đăng kiểm bình thường anh em nhé. Và đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 4 năm 2023. Vâng, số tự động được trang bị 4 quả bánh đa năng đúc nguyên bản theo xe, hệ thống xi nhan tích hợp trên gương và phanh đĩa 4 bánh. Sơn xi chiếc xe thì rất là căng mộng và rất là đẹp. Và trang bị 4 nẹp ở chân cửa bằng mạ chrome, rất là sáng xe. Tất cả hệ thống đèn trước, đèn hậu, đèn sau đều rất là đẹp, không bị vỡ, không bị hoen, không bị ố gì cả các bạn nhé. Màn hình cam lùi và có cả 4 cảm biến lùi ở phía sau, cảm biến va chạm. Hyundai Avante là một trong những phân khúc hạng C khá là đẹp cho anh em, với khối động cơ 1.6, chạy cực kỳ khỏe, đầm và chất, chắc và đẹp. Hơn nữa thì lại là số tự động màu trắng, nên là anh em có thể mua về chạy gia đình, chạy dịch vụ, chạy xe hoa, đám cưới, cưới hỏi thì đều rất là ok. Dòng này thì nó khá lành và máy 1.6 số tự động tùy chân chạy, nhưng mà nếu bình quân thì nó rơi vào tầm khoảng 7,5 lít trên 100 km. 7,5 lít thôi. Đó, nếu mà anh em chạy bình thường, dòng này nó khá tiết kiệm nhiên liệu, anh em có thể chạy mà xem. Đó, hệ thống xi nhan tích hợp trên gương. Lốp dép của nó thì la răng đúc, rất là đẹp. Lốp dép của nó là không có suy nghĩ gì cả, tất cả những cái giảm sóc cua lốp của chiếc xe còn khá là ổn định và rất chất lượng. Ở phanh sau cũng là hệ thống phanh đĩa, này bà con nhé. Tất cả là rất ok cho anh em và rất xịn sò để bà con có thể đi. Lốp dép của nó thì còn tương đối là đẹp và rất chất lượng. Tất cả kính thì đã được dán phim 3M cách nhiệt, rất là ok cho anh em và rất là hợp lý để anh em có thể đi. Hệ thống phanh đĩa này, tất cả mọi thứ còn rất là ổn định cho anh em. Tay lắm mở cửa mạ chrome, không có chrome thì anh em mua vào nhé, đừng mạ. Tất cả đều rất xịn sò, rất đẹp. Kính của chiếc xe 2011 kính zin, kính này là kính zin. Một mẫu xe mà có thể nói còn khá là đẹp và rất chất lượng như thế này, ở cái tầm tiền như thế này, thì chúng ta sẽ cùng đi vào 4 cánh cửa và sẽ cùng xem nó có lỗi gì ở phần cánh cửa hay không, thì chúng ta sẽ cùng xem nhé. Vâng ạ, tiếp tục thì mở cửa ra thì anh em thấy được đây. Đấy, đây là phần nội thất ghế da, khá đẹp cho anh em. Chân nỉ nguyên bản, cực kỳ ổn định. Hệ thống vô lăng tích hợp, bàn phím, điều hòa tự động. Hệ thống tắp ly của chiếc xe thì được trang bị 4 phím nâng hạ kính, hệ thống gương điện và lóc cửa khóa kính. Tay lắm mở cửa thì khá là đẹp cho anh em, đúng không ạ? Keo chỉ zin, keo chỉ rất là zin luôn cho anh em này. Keo chỉ zin này, rất là đẹp. Kính của nó là 21 kính zin, sản xuất năm 2012, nhưng mà này là kính 21 thì đó là kính zin. Anh em nhé, cột kèo nguyên bản theo xe, có cả cửa sổ trời đầy đủ hết theo xe. Đây là phần mở cốp của dòng Hyundai Avante. Tất cả này rất là đẹp em, ốc ác của nó khá là ổn định, không lỗi chứ các bạn nhé, không lỗi. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu Hyundai Avante 2011 phiên bản số sàn, phiên số tự động, máy 1.5, 1.6, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, một chiếc xe khá là đẹp và không lỗi gì, rất ok cho anh em. Một chiếc xe có thể nói zin hết toàn tập, một chiếc xe khá là ổn định cho anh em. 2011 số tự động, một chiếc xe khá chất lượng để bà con có thể đi với chiếc xe này. Đây là phần khoang cốp chiếc xe. Chiếc xe thì ở phần đuôi của nó còn rất là đẹp cho anh em này, rất là đẹp này. Tất cả những đường chỉ của nó khá ổn định, zin hết nhá, chỉ được chỉ zin, không lỗi cho bà con.
Đó, tất cả này, hệ thống của nó này, kích kiếc, lốp dự phòng, đồ đạc tháo lốp còn đầy đủ hết theo xe. Đó, và khoang cốp của nó thì không có lỗi gì cho bà con, không có lỗi gì. Đó, không có đâm đụng vào cốp nhé. Đó. Tiếp tục là phần gầm. Gầm của nó thì anh em thấy này, gầm của nó thì không có mục mọt gì. Đó. Một mẫu xe rất là chất lượng, rất là chắc, và kính của nó đều là kính zin hết nhá. Kính của nó đều là kính zin hết, chưa có bị vỡ một cái kính nào. Tức là chiếc xe này nó không có bị đâm đụng vào kính. Đấy. Táp lô, táp ly của nó cũng còn tương đối là ổn định, rất là đẹp. Nội thất thì ghế da mới từ đầu. Đó, nên nó hơi có độ bẩn. Đấy. Bà con nhá. Ghế da mới từ đầu, hơi độ bẩn. 322 triệu. Là bà con của bác chị em đã sở hữu được mẫu xe Hyundai Avante 2011. Cửa còn rất là chất lượng, không bị rão, cửa mở ra còn phải lấy tay đẩy thì các bạn biết là nó không có bị rão gì cả. Đấy các bạn nhé, không bị rão ố gì cả. Đấy, tất cả đều rất xịn sò cho bà con, rất xịn sò. Đấy, vậy thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu Hyundai Avante 2012, một mẫu xe số xà, số tự động, máy 1.6, tư nhân chính chủ, một chiếc xe khá là đẹp cho anh em. Đó, rất chất lượng cho anh em. Đó, rất ổn định. Đó, một chiếc xe khá là ok cho bà con. Vậy thì quý khách hàng và quý bà con, có bạn chị em nào quan tâm về mẫu xe Hyundai Avante 2011, 2012, xin lỗi vị trí gà, 2012, số tự động, với giá 322 triệu đồng. Bây giờ em sẽ vào trong xe và lổ máy lên để cho các bạn biết được và kiểm tra một số những tính năng của chiếc xe bên trong con xe này. Xe được trang bị cảm biến lùi đầy đủ hết theo xe. Chạy được 92.510 km. Hệ thống củ số rất là đẹp, rích rắc. Điều hòa tự động các bạn nhé, điều hòa tự động. Màn hình Android tích hợp bàn phím trên vô lăng. Rất là đẹp. Hệ thống gạt mưa phun nước trên xe thì vẫn hoạt động bình thường. Định vị GPS toàn cầu. Định vị GPS toàn cầu. Hệ thống kính lên xuống một cách rất ok cho anh em. Tất cả lên xuống một cách rất ổn định. Tất cả hệ thống chân của nó là chân nỉ nguyên bản, và chân của nó khá đẹp cho anh em đây. Chân của nó cực kỳ đẹp luôn. Đây là phần cửa sổ trời các bạn nhé. Cửa sổ trời vẫn hoạt động bình thường. Tự động luôn. Chân của nó khá đẹp bà con nhé. Chân nó khá đẹp và nội thất của nó thì khá là sang trọng cho anh em. Hệ thống gương điện, mặt gương chỉnh điện đầy đủ hết theo xe. Và hệ thống xi nhan được tích hợp trên gương báo rẽ. Đồng hồ Cotomet rất chuẩn, rất xịn sò cho bà con. Điều hòa mát đúng không ạ? Vâng, điều hòa tự động, màn hình Android. Và hệ thống táp lô táp ly thì trang bị hai túi khí. Bây giờ tôi sẽ xuống mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra xem máy móc của chiếc xe này nó có ổn định, có chất lượng hay không. Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Xe được trang bị đèn bi, bi cầu. Và đèn này nếu buổi tối thì khá là sáng, rất là sáng cho anh em, cực kỳ sáng luôn. Và hệ thống đèn này thì bây giờ là vẫn đang kiểm được bạn nhé, vẫn đang kiểm được máy. Đây là phần khoang máy với phần lắp cabo chiếc xe. Cabo là cabo chỉ là chỉ, cabo rất là đẹp cho anh em. Rất xịn sò để anh em có thể đi. Hệ thống máy của nó là máy zin. Máy zin. Máy zin. Máy zin cho anh em. Rất ổn định. Rất là đẹp cho anh em nhé. Máy lổ khá êm, DOHC 16V 1.6. Và tất cả những cái thảm lý này nó khá đẹp đúng không ạ? Khá đẹp. Ok. Ok bà con, có bạn chị em, vừa rồi thì em giới thiệu cho anh em một mẫu Hyundai Avante 2012, trang bị hộp số tự động, máy 1.6, tư nhân biển Hải Phòng. Đấy, bản full cửa sổ trời, bản full điều hòa tự động,
và tất cả mọi thứ đều rất ok với giá là 322 triệu đồng. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, quý bạn chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.